Chúng ta sẽ cùng đón chờ những điều bất ngờ mà các thí sinh ở bảng thi triển vọng mang đến trong đêm thi bán kết. Cơ hội chạm đến danh hiệu cao nhất của Cười Xuyên Việt 2017 vẫn chia đều cho các thí sinh Tấn Phát, Hoàng Phúc và Tuấn Anh. Cùng lạc vào giấc mơ hoang đường nhưng không kém phần hài hước của Lý Thông ngoại truyện qua diễn xuất của Tấn Phát. Cười ra nước mắt cùng bà mẹ chồng cay nghiệt do Hoàng Phúc lần đầu hóa thân. Và cùng gặp gỡ dòng họ Âu Dương nhảy hết cỡ trong siêu phẩm kiếm hiệp Độc Cô Câu Vượt của Tuấn Anh. Hãy tiếp tục chờ đợi sự hóa thân của top 3 bản thi triển vọng trong tập 14 với chủ đề Nhân vật phản diện vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 25 tháng 8 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại lúc 12 giờ thứ 7 ngày 26 tháng 8 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store. Tươi tắn cùng Cười Xuyên Việt 2017.